Thế vậy, chúng ta sẽ di chuyển lên thành tích ở phía trên đó là những bức cờ. Sau đó thì sẽ quay ngược trở lại. Thế này mấy thứ người? 2, 4, 5, phải đủ 16 người. Xin mời mọi người nữa đi ạ. Mấy thành viên nữa là đi ạ. Chơi đủ 6 người. Các chị đã hiểu luật chơi chưa? Chúng ta di chuyển đến thành tích trên bên trên. Sau đó thì quay ngược trở lại. Với điều kiện chúng ta không được rút chân ra ngoài, đúng không? 10, 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, đội màu vàng rất khéo léo đã di chuyển cái bánh xe của mình đến thẳng rất điểm lớn. Và đội màu đỏ thì quá chậm chạp. Tôi hy vọng chúng ta có phải được chơi trên tập trường này thỏa không? Nhưng mà con trường nó chạy như thế này thì ngày mai mới ra được đến bờ biển. Đội màu vàng rất nhanh. Sự nhỏ bé, sự linh hoạt và sự phối hợp đều đặn của tất cả các chị của chúng ta. Đội màu vàng với đích nhanh chóng. Sẽ đây được quay lại nào. Chẳng đến lúc thì quay lại. Mời xem tình hình ra cái những cái này. Mời xem tình hình ra cái này. Cứ chồng di chuyển ra, màu xanh và đỏ đỏ sẽ được di chuyển nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.